Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một trường trung học cấp 3 ở Mỹ, đó là trường Bishop Rockland High School. Trường này nằm ở thành phố Jenneyville, bang Ohio. Về vị trí của trường là dân số 25.586 người và cách Columbus 50 phút đi lái về xe về phía đông. Về thời tiết ở đây là ấm và ôn hòa, mát và ấm. Điều kiện là nhận học sinh từ lớp 10 đến lớp 12. TOEFL tối thiểu không yêu cầu, IELTS 215 điểm. Điểm nổi bật là trường này nằm top 50 trường trung học tư thục tốt nhất ở bang Ohio. Học phí ăn ở bảo hiểm trọn gói trong vòng 1 năm là 19.950 đô Mỹ trên 1 năm. Về học vật thì học sinh nhận từ lớp 9 đến lớp 12. Tổng học sinh ở trong trường là 110 em, 13 học sinh trên một lớp học và có yêu cầu về đồng phục. Đặc biệt trường này không cấp bằng tú tài quốc tế sau khi học 1 năm. Về tôn giáo thì đây là một trường về công giáo. Trường Bishop Rockland High School được thành lập vào năm 1950. Đây là một trong những trường trung học tư thục công giáo tốt nhất ở bang Ohio và có các khóa học như là dự bị đại học, nâng cao. Các học sinh ở đây thì 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào đại học. Các môn tự chọn đó là tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Các khóa học nâng cao như sinh học và giải tích IB. Về nghệ thuật thì từ có nâng cao cho đến sơ cấp. Các hoạt động ngoại khóa như là hội quản lý ở khuôn viên, kịch nghệ, câu lạc bộ xây dựng kỹ năng cá nhân. Về chương trình thể thao và nghệ thuật thì trường Bishop Rockland High School có các chương trình về thể thao rất là nâng cao. Và ở đây các học sinh đã tham gia, đã được giải vô địch vào năm 2013 và được lọt vào chung kết vào năm 2017. Trường nằm ở trong một thành phố, Jenneyville là một trong những thành phố ở phía đông của bang Ohio. Và đây là khu vực trung tâm, có các viện bảo tàng cũng như là khu mua sắm sầm uất, phục vụ cho đời sống của sinh viên học sinh. Và tỷ lệ học sinh được nhận vào đại học là 100%. Các trường đại học nhận học sinh ví dụ như là trường Ashland University hoặc là Kentucky University hoặc là Massachusetts University vân vân. Đó là toàn bộ tất cả những thông tin về trường Bishop Rockland High School. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về trường này, các bạn có thể lên trang web của trường để tham khảo, hoặc các bạn có thể lên trang web của công ty tư vấn du học IDC Việt Nam, hoặc các bạn có thể liên hệ với số hotline 0905454842, 0938631299 để được tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.